Chúng ta phải đi đến tìm Dr. Khỏe thôi, bạn cá vàng ơi. Ý, khoan bạn Hạt Điều ơi. Tự nhiên, mình quên là mình bị đau đầu bên trái hay bên phải rồi. Ủa, kỳ vậy? Mình với bạn vừa bàn là sẽ đi tìm Dr. Khỏe để tìm cách điều trị cơn đau nửa đầu cho bạn mà. Giờ quên mất tiêu luôn. Không lẽ mình bị mất trí nhớ luôn sao? Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Dr. Khỏe thôi bạn Hạt Điều ơi. Ủa? Ai đây, ai đây? Hạt Điều với cá vàng. Anh Quý Bình ơi, bạn cá vàng đúng là não cá vàng thật luôn á. Chưa đi được nửa đoạn đường, bạn ấy lại quên mất tiêu là đau đầu bên trái hay bên phải đó anh Quý Bình. Không hiểu sao, dạo này mình cứ hay quên tới quên lui, lại còn đau đầu nữa. Hèn chi, người ta hay nói não cá vàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua nhà Dr. Khỏe. Dr. Khỏe chắc chắn là sẽ có cách giúp cho bạn cá vàng thôi. Chào Dr. Khỏe. Chà, bữa nay Dr. Khỏe chơi xích đu vui ghê luôn ta. Nhưng mà Dr. Khỏe ơi, em cá vàng đang cần Dr. Khỏe giúp đỡ nè. Bạn cá vàng của chúng ta bị vấn đề gì mà trông sắc mặt khá xanh xao quá ta? Chuyện là gì? Em cá vàng em bị đau nửa đầu mà em quên mất là đau bên trái hay bên phải luôn rồi Dr. Khỏe. Chà, đau nửa đầu mà lại quên đau bên nào á thì trường hợp này không ổn rồi nha. Mà bạn Hạt Điều có nói cho Quý Bình với cá vàng biết là bạn ấy có thể giúp cho cá vàng không đó? Ủa? Chỉ là Hạt Điều có thể giúp cho bạn cá vàng hết đau đầu mà còn nhớ ra đau bên nào luôn hả? Rồi vì sao nãy giờ em im re vậy Hạt Điều? Nói đúng hơn thì Hạt Điều sẽ tốt cho hệ thần kinh, đó là đau nhức nửa đầu, và cải thiện chức năng não, đó là cải thiện trí nhớ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau nửa đầu là do rối loạn giấc ngủ, căng thẳng và thiếu hụt dinh dưỡng đó. Vậy thì trong Hạt Điều có thành phần dinh dưỡng gì mà lại giúp tốt cho hệ thần kinh vậy? Đó tôi khỏe. Trong Hạt Điều có hàm lượng magie, giữ cho các mạch máu được thả lỏng và nghỉ ngơi bằng cách làm chậm dòng chảy của canxi và các tế bào thần kinh. Nghiên cứu này chứng minh rằng magie giúp giảm tần suất của các cơn đau nửa đầu và các cơn đau khác nữa. Không ngờ Hạt Điều lại tốt như vậy. Vậy còn cải thiện chức năng não thì sao hả Dr. Khỏe? Hạt Điều có thể giúp tăng oxy lên não, có các chất béo không bão hòa đa, chất béo không bão hòa đơn. Và các bạn có biết không, hai chất béo trên có tác động đến quá trình sản sinh tế bào não. Điều tuyệt vời hơn nữa là trong Hạt Điều có hàm lượng cao cả hai loại chất béo này luôn. Ăn Hạt Điều nhiều quá cũng không tốt. Chúng ta nên chia ra, ăn với liều lượng vừa đủ để tránh gây hại đến cơ thể. Vậy thì em Hạt Điều có thể chia sẻ cho mọi người biết cách chế biến như thế nào để cho món ăn thêm phong phú không? Có muôn vàn món ngon từ Hạt Điều luôn nha. Ví dụ như là Hạt Điều rang muối, sữa mè đen Hạt Điều, sữa Hạt Điều kỹ tử Hạt chia. Công nhận nha. Em Hạt Điều tuy nhỏ nhưng mà công dụng không hề nhỏ chút xíu nào. Từ đó giờ Quý Bình cứ tưởng đâu Hạt Điều chỉ là món ăn vặt thôi chứ, nào ngờ lại hữu ích đến như vậy. Để có hệ thần kinh tốt và chức năng não không bị suy giảm thì ngoài Hạt Điều ra, chúng ta cũng phải ngủ đủ giấc, tránh suy nghĩ căng thẳng quá nhiều, và quan trọng hơn á là phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Cảm ơn Dr. Khỏe và Hạt Điều đã chia sẻ giúp cho Quý Bình và quý vị khán giả có thêm được những thông tin bổ ích nha. Nghe Dr. Khỏe và bạn Hạt Điều chia sẻ, lát về mình phải làm liền luôn cho nóng. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Quý Bình, Hạt Điều, Dr. Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn.